Kênh Công giáo Thái Bình xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kênh Công giáo Thái Bình xin được chia sẻ với quý vị và các bạn về tang lễ của tu sĩ Ninh Mục Phát Can Nguyễn Ngọc Tỉnh. Thánh lễ được cử hành vào lúc 8 giờ thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại nhà thờ giáo xứ Francisco Đa Cao, số 50 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là tiểu sử của tu sĩ Ninh Mục Phát Can Nguyễn Ngọc Tỉnh. Sinh ngày 9 tháng 6 năm 1936 tại Thuần Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Song thân là ông cụ Francisco Xavier Nguyễn Văn Đỉnh và bà cụ Maria Trần Thị Cánh. Năm 1948, lúc 12 tuổi, cha vào dòng Francisco tại Vinh, và 10 năm sau, năm 1958, cha được nhận vào tập viện tại Tiểu Cần Trà Vinh. Sau khi tuyên khấn lần đầu vào năm 1959 tại Tiểu Cần, cha cùng với một số anh em cùng lớp đi Pháp tu học tại Ọp Xây nước Pháp. Cha tuyên khấn trọng thể vào năm 1965 và sau đó một năm được thụ phong linh mục ngày 28 tháng 6 năm 1966. Sau đây là các nơi cha đã sống và phục vụ. Từ năm 1959 đến năm 1966, cha học chương trình triết học và thần học tại Pháp. Năm 1966, cha trở về Việt Nam và ở tại chủng viện Francisco Thủ Đức cho đến năm 1972. Tại đây, cha dạy học và được bầu làm cố vấn hạt dòng nhiệm kỳ 1969-1972. Từ năm 1972 đến năm 1974, cha ở tại tu viện Nha Trang và làm giám đốc đệ tử viện. Từ năm 1974 đến năm 1996, 20 năm liền, cha ở tại tu viện Francisco Đa Cao, trong đó có thời gian giữ chức quản lý và cố vấn tỉnh dòng. Nhiệm kỳ 1993-1996, 6 năm tiếp theo từ năm 1996 đến năm 2002, cha ở tại tu viện Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn. Từ năm 2002 đến năm 2023, cha ở tại tu viện Francisco Đa Cao, trong đó có một thời gian được bầu làm cố vấn tỉnh dòng, nhiệm kỳ 2005-2008. Cũng trong thời gian này được tỉnh dòng cho phép, cha Phát Can dành toàn thời gian cho công việc tại nhóm phiên dịch các giờ kinh phục vụ. Nhóm phiên dịch các giờ kinh phục vụ đã khởi đầu từ năm 1971 và vào năm 1999, khi nhóm có trụ sở chính thức, cha được nhà dòng cho phép đến làm việc và lưu ngủ tại đó. Cha đã dấn thân không mệt mỏi suốt 52 năm qua với biết bao thăng trầm thử thách cho công việc các bản văn phục vụ kinh thánh ra tiếng Việt. Cho đến nay, dấu ấn mà cha cùng các thành viên trong nhóm để lại chính là bộ sách các giờ kinh phục vụ đang được sử dụng chính thức và bộ kinh thánh được in ấn và phổ biến rộng rãi. Là một người ham học hỏi và có khả năng quản trị và tổ chức, thích trao đổi và phân tích các đề tài về kinh thánh, cha được chọn là người điều hành nhóm gần trọn thời gian hiện diện. Khoảng giữa năm 2023, cha lâm bệnh trọng phải điều trị nhiều lần tại bệnh viện. Đến ngày 14 tháng 12 năm 2023, cha được đưa về nghỉ dưỡng tại nhà an dưỡng tu viện Francisco Thủ Đức. Và vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023, chị chết đã đón cha về trong bình an tại nhà an hưu dưỡng tu viện Thủ Đức. Với 87 năm làm con Chúa, 64 năm khấn dòng và 54 năm ninh mục, tu sĩ Ninh Mục Phát Can Nguyễn Ngọc Tỉnh đã xác tín và sống hết mình cho lý tưởng dâng hiến phan sinh. Cha luôn hăng say và sẵn sàng trong các công việc của tỉnh dòng và giáo hội. Cha làm việc có phương pháp khoa học,
từ soạn bài giảng cho đến việc quản lý điều hành. Bản thân cha rất coi trọng tình nghĩa anh em, nhưng cũng can đảm thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, ngay cả những vấn đề nhạy cảm. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ, đón nhận người anh em của Thánh Phanxicô là tu sĩ Ninh Mục Phát Can Nguyễn Ngọc Tỉnh vào hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời.